Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Tỷ lệ sinh ở Nga giảm xuống mức đầu thế kỷ 19 do ảnh hưởng cuộc chiến ở Ukraine. Nghị viện châu Âu ủng hộ thành lập quỹ viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine. Nga vẽ máy bay lên đường băng để đánh lừa UAV Ukraine. Nga điên cuồng tấn công vào Bakhmut nhưng trước thất bại thảm hại Không quân Ukraine ồ ạt à dội hóa lực vào các vị trí chiến lược của Nga Trong số 120 người, chỉ có 15 người sống sót Đến Nga hốt hoảng báo tin thất bại kinh hoàng ở mặt trận miền đông Ukraine Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết thì nghĩ mến chào quý các thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Tỷ lệ sinh ở Nga giảm xuống mức đầu thế kỷ 19 do ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine. Quý vị thân mến, ở Nga, tỷ lệ sinh đang giảm với tốc độ nhanh chóng trong bối cảnh cuộc chiến của Putin ở Ukraine chưa dừng lại. Chính phủ Nga cảnh báo rằng trong 3 năm tới, con số này sẽ giảm xuống mức của 100 năm trước. Truyền thông Nga viết về điều này, trích dẫn một dự báo mới từ Quỹ xã hội Nga kỳ vọng của chính quyền Nga về tỷ lệ sinh là bi quan nhất. Theo tính toán của họ, đến năm 2026, con số này sẽ giảm 5,8%, đạt con số tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ 18 và 19. Như vậy, đến cuối năm 2023 này, dự kiến sẽ có 1,245 triệu người được sinh ra ở Liên bang Nga. Đây sẽ là con số thấp nhất kể từ năm 1999 vào năm 2024, con số này sẽ giảm xuống mức tối thiểu của những năm 1990, 1,172 triệu người. Vào năm 2025, dự kiến sẽ có 1,153 triệu người được sinh ra ở Nga và vào năm 2026, 1,143 triệu người. Điều quan trọng là trước khi sắp nhập Crimea, tỷ lệ sinh ở Nga đã tăng lên. Tuy nhiên, sau hành động gây hấn này, tỷ lệ sinh ở Nga nhanh chóng giảm xuống. Chiến dịch đặc biệt của Biutin ở Ukraine, nơi đang tích cực tiêu diệt những thanh niên ở Nga, là một đòn nặng nề đối với nhân khẩu học của đất nước. Đã có những hậu quả. Trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ sinh đã giảm tới 3% đã được ghi nhận so với cùng kỳ năm 2022 trước đó. Các chuyên gia dự đoán Nga sẽ rơi vào khố sâu nhân khẩu học trong 25 năm tới do những chính sách thất bại của Tổng thống Nga Putin. Dân số nước này đang tan chảy nhanh chóng, bất chấp sự chiếm đóng của lãnh thổ nước ngoài. Trước đó, Dialog.ua đã đưa tin rằng Nga gặp vấn đề nghiêm trọng về khí đốt. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong toàn bộ lịch sử của nước này. Nghị viện châu Âu ủng hộ thành lập quỹ viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine. Nghị viện châu Âu đã ủng hộ việc sửa đổi ngân sách Liên minh châu Âu cho giai đoạn 2021-2027. Văn bản này có điều khoản về việc thành lập Ukraine Facility, một quỹ mới để giúp Ukraine trị giá 50 tỷ euro. Điều này được dịch vụ báo chí của Nghị viện châu Âu công bố. Những sửa đổi đã được 393 đại biểu ủng hộ. 136 nghị sĩ khác bỏ phiếu chống và 92 người bỏ phiếu trắng. Đồng báo cáo viên Margarita Marquez lưu ý rằng, nghị viện ủng hộ các sửa đổi vì EU muốn trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 có đủ quỹ để hỗ trợ Ukraine và tiếp tục giảm thiểu hậu quả kinh tế và xã hội của chiến tranh. Thủ tướng Dennis Minhan đã phản ứng trước việc thành lập quỹ. Ông cho biết, trong khuôn khổ của sáng kiến này, Ukraine hy vọng sẽ nhận được 18 tỷ euro vào năm tới. Ông Sminhan chỉ rõ những quỹ này sẽ giúp tài trợ cho thâm hụt ngân sách, tích lũy phúc lợi xã hội, lương hưu và tiền lương cho bác sĩ và giáo viên. Việc thành lập quỹ đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố vào cuối tháng 6. Theo kế hoạch, nguồn vốn sẽ được phân bổ trong 4 năm tới. Nga vẽ máy bay lên đường băng để đánh lừa UAV Ukraine Nga đã vẽ hình ảnh những chiếc máy bay ném bom lên đường băng nhằm đánh lừa khả năng nhận diện tấn công của Ukraine. Theo trang The Price, những hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang vẽ hình ảnh các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS lên các bãi đổ tại căn cứ không quân Angels. Căn cứ này nằm tại tỉnh Saratov của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 480 km và từng bị tấn công nhiều lần từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs chụp ngày 29 tháng 9 cho thấy, những hình ảnh của máy bay được vẽ trên bãi đổ gần giống như chiếc Tu-95 thật, trong đó một hình đã hoàn tất trong khi những chiếc còn lại mới chỉ xong một phần. The Drive cho rằng những hình này được vẽ bằng sơn Bên cạnh đó, trên phần thân và cánh máy bay còn được vẽ những lốp xe, tương tự như những chiếc Tu-95 thật nằm ở bên trái. Những hình ảnh trước đó cho thấy Nga đã đặt các lốp xe lên máy bay ném bom tại căn cứ Angles, có thể nhằm giảm khả năng nhận diện của tên lửa hoặc máy bay không người lái tấn công. Việc vẽ hình máy bay có nhiều mục đích, nhưng chủ yếu là nhằm đánh lừa vệ tinh và gây khó khăn cho hành động tấn công của đối phương. Tuy nhiên, cách làm này được cho là khó hiệu quả bởi ngay cả những hình ảnh vệ tinh có độ phân giải hạn chế cũng có thể giúp phân biệt đâu là máy bay thật và đâu là hình vẽ. Việc tổng hợp nhiều nguồn tình báo cũng giúp cho việc nhận diện. Nga cũng có thể hy vọng rằng những hình vẽ này có thể gây nhầm lẫn cho lực lượng vũ trang Ukraine chuyên điều khiển UAV để tấn công. Theo The Drive, có khả năng các hình vẽ máy bay nhằm gây nhầm lẫn cho cảm biến nhắm mục tiêu bằng hồng ngoại của các vũ khí như tên lửa hành trình. Các máy bay Tu-95, Tu-160 và Tu-22M là phần quan trọng trong lực lượng ném bom của Nga. Phi đội Tu-95 đã phóng hàng trăm tên lửa hành trình vào lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Nga không có nhiều nhà chứa tại các căn cứ cho máy bay ném bom nên các oanh tạc cơ này đậu ở ngoài trời và dễ bị tấn công. Nga điên cuồng tấn công vào Bạc Mất nhưng chuốt tổn hại thảm bại. Quân chiếm đóng Nga hiện đang gây hấn tối đa theo hướng Bạc Mất. Kẻ thù đang cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất ở Adrivka và Klitschuka. Yuzhaya Người đứng đầu cơ quan báo chí của nhóm quân miền Đông thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã nói về điều này trên sóng truyền hình Freedom. Ông nhấn mạnh tình hình theo hướng này do quân đội Ukraine kiểm soát. Ông nói thêm, tình hình các hướng này rất năng động, ổn định và căng thẳng do bộ chỉ huy của chúng tôi kiểm soát. Địch tiếp tục nỗ lực, muốn chiếm lại các vị trí đã mất ở hướng này nhưng không thành công. Trong ngày qua, đã xảy ra 16 trận giao tranh với kẻ thù. Trên hướng Bắc Mút, kẻ thù đã cố gắng 591 lần tấn công các vị trí của chúng tôi bằng pháo binh cũng như xe tăng, vũ khí nhỏ thông thường. Theo Yeslav, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 77 kẻ xâm lược ở đó. Kẻ thù hiểu được tầm quan trọng của hướng Bắc Mút và cố gắng giữ vững vị trí của mình. Ông Yeslav nói, ngoài ra, người Nga tiếp tục thực hiện các hành động phản công ở sườn phía Bắc gần Bắc Mút bởi vì địch hiểu rằng nếu họ để mất cả sườn này, nó có thể trở thành hậu quả tồi tệ cho quân Nga. Vì vậy kẻ thù hiện đang điên cuồng tấn công tối đa theo hướng này để cố gắng chống lại chúng tôi. Nhưng những người phòng thủ của chúng tôi đang tiến về phía trước và chúng tôi đã thành công ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận theo hướng Bắc Mốt, nơi chúng tôi đã tiến lên từ 100 đến 400 mét. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, 26 cuộc đụng độ đã diễn ra trên tiền tuyến trong ngày, Cần lưu ý rằng, quân Nga đã cố gắng tấn công theo hướng Liman, Marin và Arif. Ngoài ra, nỗ lực giành lại vị trí của địch ở khu vực Arifka gần Bắc Mất cũng được ghi lại. Không quân Ukraine ồ ạt dội hỏa lực vào các vị trí chiến lược của Nga Trong ngày qua, lực lượng hàng không của lực lượng phòng vệ đã thực hiện 23 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân sự vũ khí và trang thiết bị quân sự của lực lượng chiếm đóng Nga. Thưa quý vị, điều này được nêu trong một báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Và cần lưu ý rằng bảy cuộc tấn công cũng đã được thực hiện nhằm vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Báo cáo cho biết, các đơn vị của lực lượng tên lửa đã đánh trúng 3 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và 20 khẩu pháo của địch. Trong khi đó, những kẻ chiếm đóng tiếp tục phớt lờ luật pháp và vi phạm các hiệp ước chiến tranh. Bản tóm tắt nhấn mạnh rằng người Nga sử dụng chiến thuật khủng bố, pháo kích tất cả các mục tiêu quân sự và dân sự. Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang đưa tin Liên bang Nga đã dán một đoàn khác vào Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa hành trình Iskander K và 31 máy bay không người lái tấn công loại Shahed 136-131 tên lửa hành trình Iskander K và 29 chiếc Shahed của đối phương đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt. Tổng cộng, địch đã tấn công 3 tên lửa và 80 cuộc không kích, thực hiện 28 cuộc tấn công từ hệ thống hỏa lực tên lửa và các vị trí của Ukraine và khu dân cư, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị phá hủy và hư hại. Vào ngày 3 tháng 10, quân chiếm đóng của Nga lại tấn công Kherson. Một người chết, 9 người khác bị thương. Được biết, địch đã tấn công bằng bom dẫn đường trên không. Hậu quả của cuộc tấn công là 7 tòa nhà bị phá hủy. Trong số 120 người, chỉ có 15 người sống sót, lính Nga khuất khoảng báo tin thất bại kinh hoàng ở mặt trận miền đông Ukraine. Các nhà báo của hãng tin Reuters nói về các tiểu đoàn hình sự của đơn vị Stormset của Nga đang chết với số lượng lớn ở mặt trận các tiểu đoàn hình sự từ thời Stalin trong Thế chiến thứ hai đã trở lại quân đội Nga. Reuters viết, dẫn lời 13 người đối thoại, trong đó có 5 quân nhân thuộc đơn vị Stormz, một phần bao gồm các cựu tù nhân, đã trở thành một phương pháp trừng phạt đối với những người lính Nga phạm tội trong cuộc chiến ở Ukraine. Các binh sĩ của Stormz đang được Bộ Chỉ huy Nga sử dụng làm bia đỡ đạn, tấn công ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận. Cơ quan này gọi hoạt động này là tiếng vang của thời Stalin. Reuters trở thành cơ quan truyền thông quốc tế lớn đầu tiên chứng minh sự tồn tại của các tiểu đoàn hình sự trong quân đội Nga. Thưa quý vị, một chiến binh được tuyển mộ cho cuộc chiến từ nhà tù nói với các phóng viên rằng chỉ có 15 trong số 120 thành viên trong đơn vị của anh ta sống sót sau trận chiến gần Bắc Mút vào tháng 7. Một người lính thuộc đơn vị quân đội 40318 thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 nói với các phóng viên rằng các sĩ quan coi binh sĩ của đơn vị này kém giá trị hơn những người lính khác, chỉ là thịt thôi. Anh ấy nhấn mạnh và kể lại câu chuyện người chỉ huy yêu cầu anh không được hỗ trợ y tế cho những người bị thương sau các cuộc tấn công. Biệt đội hình sự Storm Z bao gồm khoảng 100 đến 150 người và là một phần của các đơn vị chính quy quân đội Nga. Reuters viết: Do các binh sĩ Storm Z chiến đấu ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận, nên chúng tôi chịu tổn thất nặng nề nhất. Điều này được quân đội Ukraine thường xuyên đưa tin. Theo đó, lực lượng này của nga đang chết so với số lượng lớn ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận. Người lính thuộc đơn vị Stormz thường say rượu, ma túy và không chịu tuân lệnh. Một trong những quân nhân nga nói với Reuters rằng những người có mùi rượu trong hơi thở sẽ được đưa đến tiền tuyến. Những người đối thoại với Reuters cho biết rất ít binh sĩ của lực lượng Stamzet vẫn còn sống. Ba trong số năm người lính của Stamzet cũng như người thân của ba thành viên khác trong biệt đội nói về những trận chiến rất khó khăn. Kết quả là phần lớn biệt đội đã bị tiêu diệt. Ba chiến binh Staz nói với Reuters rằng họ được đề nghị mức lương là 200.000 rup mỗi tháng, nhưng trung bình họ được trả khoảng một nửa số tiền này. Theo luật pháp Nga, một quân nhân chỉ có thể bị chuyển đến đơn vị hình sự sau khi bị tòa án quân sự kết án, đời lưu ý. Tuy nhiên, không ai trong số những người đối thoại của cơ quan này lên tiếng về việc tham gia các cuộc họp. Chỉ huy đơn vị 40318 từ chối nói chuyện với phóng viên. Điện Kremlin yêu cầu cơ quan này liên hệ với Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã không trả lời các câu hỏi từ đời. Vào tháng 3, các tay súng chiến đấu của Stormset đã ghi lại một tin nhắn video. Trong đó họ nói rằng các đơn đội pháo kích của quân đội Nga đã được thành lập để chống lại họ và không được phép rời khỏi vị trí của họ. Các nhà báo của The Guardian đã xác định được những người trong video. Sau khi đoạn video xuất hiện, hai binh sĩ đã bỏ trốn khỏi đơn vị. Những người còn lại bị văn phòng công tố quân sự Nga thẩm vấn, The Guardian đưa tin. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.